Hai chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách gửi đơn tố cáo một kênh YouTube nào đó. Thấy video của bạn đăng lên nhé. Bạn đây là video gốc của mình này. Đấy, các bạn chú ý ngày sinh ngay nhé. Còn đây là video của người đã lấy video mình đăng lên nhé. Ngày hình của nó đăng lên là sau video mình 10 ngày thì cứ ra sau video của mình là được, nội dung tương tự video của mình đấy, gọi là download về đăng lên. Mình bấm vi phạm bản quyền của tôi, chọn vi phạm bản quyền của tôi nhé. Mà có phần gửi đơn khiếu nại bản quyền. Chúng ta hãy tìm đến mục vi phạm bản quyền. Đấy, bấm chính tôi nhé. Ở đây bạn hãy copy link mà video copy của người khác, của người khác copy video của bạn nhé, dán vào đây. Vì đây lúc nãy mình đã thử báo cáo nó rồi nên là không hợp lệ là chính xác đấy. Nếu mà đầu tiên bạn báo cáo nó sẽ tính hợp lệ nhé. Bấm vào video YouTube của tôi đã được người khác tải lên. Một phần này, phần dưới nó là link video gốc bạn. Đây, đây là link video gốc. Các bạn cứ dán vào thôi. Nó phải nó copy cả video thì mình chọn toàn bộ video nhé. Ở đây bạn phải ghi tên channel YouTube của bạn. Bạn cứ biết viết giấy phép chuẩn của YouTube vậy. Cái này bạn phải viết tên thật của mình, không được viết tên giả đâu. Các bạn hãy điền đầy đủ thông tin ở cái mục này. Mã zip thì các bạn hãy search Google thì nó sẽ ra thôi. Mã zip đấy, mình ở Nghệ An thì mình lấy mã zip Nghệ An, còn mã bưu điện Việt Nam thì tìm cũng được, không sao hết. Bạn hãy copy một cái mã nào đấy cũng được. Lúc nãy mình copy cái mã đầu tiên để bạn lên đầy đủ thông tin nhé. Cái nào mình cũng có thôi, không thì mình hết tích hết cái này nhé. Cứ có cái sao là bạn phải điền được hết. Cái này là mình điền tên thật giống như tên pháp lý đầy đủ. Bấm vào tôi không phải là robot và gửi đơn thôi. Khi gửi đơn xong, các bạn kiểm tra mail của mình. YouTube nó sẽ gửi cho các bạn một cái xác nhận đã gửi đơn thành công. Chúng ta cùng kiểm tra email xem đã được đấy nhé.
các video vi phạm bản quyền video của bạn thì phải tương trình nó, bởi vì là mình cũng đã bị một gậy từ vi phạm bản quyền của người khác nên mình hiểu cảm giác đó rất là tồi tệ, đúng không? Người khác muốn đăng video của mình cũng được, nhưng mà phải xin phép, phải tôn trọng quyền sở hữu của chủ nhân. Đây là họ không xin mình nhé. Xin mình là mình không tố cáo đâu. Tại vì đang sửa 2 tiếng cắp quang đến tháng 4 nó mới xong rồi, nên mạng cực kỳ là chậm chạp. Cái này thì mình nhầm, vì là channel mới của mình nên là mình đăng nhập vào cái Gmail này, nhưng thực chất thì phải đăng nhập vào một cái Gmail khác, Gmail mà Sơn Cường Nguyễn. Đấy, cái kênh channel ấy. Đấy nè. Đấy, trên cùng đây. Đây là cái giấy xác nhận thông báo vi phạm bản quyền. Đấy, bạn thấy đọc không? Thế là xong thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.